đỡ cậu bỗng. Sao lại ở trên tay của vị tiểu cô nương này? Trương giáo chủ, tuổi đã không còn nhỏ nữa, có chuyện đàng hoàng không làm sao đến đây đùa cợt vậy? Tờ Trương trưởng lão của cái bang dùng hành động bị ổi đừng bắt bọn của ta. Ta chỉ bắt bang chủ của họ thôi. Bắt bang chủ người ta coi như ngựa cởi, có phải quá đáng hay không? Ta từ Trường An tới đây, nghe nói giáo chủ của Minh giáo là một tên tiểu ma đầu, hôm nay mới gặp mặt. Trương Vô Kỵ, tên gian tặc ta ta ra. Trường giáo chủ, người trả bang chủ của chúng tôi ra thì ta sẽ lấy kiếm. Ngươi chỉ thiệt à? Đương nhiên là thiệt. Được. Chỉ như không có sao chứ? Muội không sao. Tất cả bỏ bình khí xuống, coi vị cô nương này có gì chỉ dạy. Không sai, cô nương nói ra nghe coi, không lẽ cô biết được nguyên nhân bên trong? Cô nương đích thân đến bổn bang, có thể cho ta biết quý danh đại tính. Tiểu cô nương, tại sao cô lại có gậy trúc này? Hỗn niên bích trích thủ Thành Khôn ở đâu? Mời ra đây gặp mặt. Thành Khôn? Thành Khôn là sư phụ của Kim Mao sư dương Tạ Tốn. Nếu còn muốn kiếm hắn, phải hỏi Trường giáo chủ mới đúng. Tại sao hỏi ta? Các hạ là ai? Ta là Trần Hữu Lượng, trưởng lão tam tu của cái bang. Người này là ai? Tướng nhìn thật sự giống như một anh hùng, nhưng tại sao lại vô dụng? Bị người ta chơi sơ sơ thôi thì đã là lối ôm sồm. Vị này là bang trưởng của bổn bang, Sự Quá Long, Sự bang chủ. Gần đây thì bang chủ có bệnh mới hết, sức khỏe không tốt, vì rồi chỉ là nhường hắn ba phần thôi. Vị của nương nè, đừng có ở đây nói bậy nói bạ, nếu như không đừng trách bổn bang đắc tội. Tiểu Thúy, trả lá thư đó lại cho hắn. Dạ. Con tiện nhân, hay thì ra tình trạng ăn cắp thơ trên đường trêu ghẹo lão tử chính là ngươi. Con nha đầu chết bầm này. Tôi nha đầu thì nha đầu thiệt, nhưng mà không phải là chết bầm. Lớn đầu rồi, một lá thư cũng coi chừng không được, không biết xấu hổ. Hàng sơn động khởi nghĩa hoài tứ, thiên hạ đều có lời đồn nói ổng nhân hậu hiếu nghĩa, quấy nhiễu ba tánh. Một nhân vật anh hùng như ổng, đâu thể nào vì đứa con mà phản bội Minh giáo, đầu hàng cái bang. Cho dù các người có đưa lá thư này đến hàng đại gia thì chỉ tự chuốc lấy xấu hổ thôi. Cảm ơn tỷ tỷ xa tay tương cứu. Trương Du Kỳ xin chào. Không cần khách sáo. Các người tưởng là bắt được Hàng Lâm Nhi thì có thể ép Hàng Sơn Động đầu hàng được sao? Lá thư này đưa đến Hàng Sơn Động đối với cái bang cũng không có ích lợi. Tại sao lá thư này biến thành như vậy? Lý do là tại sao? Rõ ràng là lá thư chiêu Hàng Sơn Động, tại sao lại biến thành lá thư đầu hàng của cái bang đối với Minh giáo chứ hả? Không lẽ là ngươi sửa nội dung? Thơ ta có cơ qua, nhưng không phải là ta sửa. Ta coi lá thư này xong, ta mới biết trưởng gậy long đầu đã dướng vào bẫy của người ta và bị mắc mưu. Các người muốn biết lá thư này là do ai đổi phải không? Trưởng gậy long đầu, ông cởi y phục ra thì sẽ biết ngay. Vậy thì sao? Mà sao lưng ta là cái gì vậy hả? Bất dương gì nhược tiêu hả? Ai đã làm hả? Thiệt là cái tên gì nhất tiếu này, thì là cái đám khấu nạn các người trêu chọc lão tử. Trương Nghệ Long Đầu, gì nhất tiếu của tề giáo thủ hạ lưu tình không phải là không biết. Nếu lúc đó muốn lấy mạng của ông thì mạng của ông còn giữ được à? Xin hỏi quý danh đại tánh của cô nương, thật sự còn có quan hệ gì với chúng tôi? Không quan hệ gì với các người, ta chỉ có quan hệ đến gậy đánh chó của các người thôi. À,
Sử ban chủ, cô nương này cầm đã cậu bóng, có phải là giả hay không? Theo ta nghĩ chắc là giả. Được, vậy thì ông hãy lấy gậy đánh chó thật so lại với nhau đi. Đã cẩu bổng là di bảo của cái bàn, không thể tùy tiện cho người ngoài coi được. Ta lại không có mang theo trong người, lỡ như đánh mất thì thật là đáng tiếc lắm hả? Tất cả coi đi, cây đã cẩu bổng này là của bổng bàn, truyền hết đời này tới đời nọ, làm sao mà giả được? Để con coi, như nó là thiệt không phải là sao đó? Không thể nào là giả, để con coi. Tới gần con coi. Không là thiệt, không phải là giả chứ. Trần giáo chủ, tôi cầu ngài một chuyện. Chi tiện xin nói. Trần giáo chủ hãy xử tên họ Trần này, chém cổ tên lừa bịp giả dạng sử ban chủ ra đây. Giả dạng sử ban chủ? Không thể nào. Ngươi làm cái gì chứ? Hả? Sử ban chủ, đây là hàng lâm thập bát chữ của ông hả? Người hại chết cha của ta, giả dạng ta là giả. Là Trần, Trần trưởng lão đã kêu ta làm là ổng. Là hắn hả? Đâu rồi, hắn đâu rồi hả? Trần trưởng lão đâu? Cái bàn, cái bàn đeo bắt lại. Bắt lại, mau lên, bắt lại. Hèn chi là vậy? Ông thắng luôn luôn nghe lời Trần trưởng lão an bài. Mau bắt hắn lại đi. Mau lên. Ngươi là cái thá gì? Kêu lão tử cúi đầu với ngươi, kêu ngươi là ban chủ. Phùng huynh đệ đừng có nóng nảy. Nếu như huynh đã hắn một côn, hắn chết rồi lấy ai mà điều tra? Nếu như chuyện này không nhờ tay Trần cô nương dạch ra gian kế của hắn, thì đến bây giờ chúng tôi vẫn còn nằm trong mơ. Cô nương có thể cho chúng tôi biết quý danh được không? Tệ bàn trên dưới nhất lòng đều cảm tạ. Tiểu nữ ẩn cư sơn lâm, xưa nay không qua lại với người ngoài, có tên tuổi cũng vô dụng thôi. Còn vị tiểu muội muội này, trong các người không ai nhận ra cổ được sao? Tiểu cô nương này phải rồi, giống giống cái bàn ta. Thật ra cổ là ai chứ? Quen mặt quá hả? Thì không biết là ai. Tướng của cổ như là sử phu nhân bàn chủ, hay là không sai. Cố hoa sử tên Hồng Thạch, là con gái duy nhất của sử hoàng sử ban chủ. Lúc sử ban chủ lâm nguy, kêu sử phu nhân dẫn theo đứa nhỏ này đem theo cây gậy đánh chó đến kiếm tôi để trả thù rửa hận giùm cho cổ. Cái gì? Sử ban chủ đã quy tiên rồi? Có thiệt hay không? Tại rồi, tại sao chết? Sử ban chủ đã chết dưới tay của Hổng Nguyên Bích Trích Thủ Thành Khôn. Chị tỷ áo giận, không biết là sử ban chủ đã qua đời bao lâu? 16 tháng 10 năm ngoái, bây giờ đã hơn 2 tháng. Vậy thì không đúng. Tại sao cô khẳng định là do Thành Khôn hại? Là sử phu nhân nói. Cha tôi tình dưỡng trong núi trị liệu, bởi vì ông luyện hạng long thập bát chưởng mà bị liệt hết nửa thân dưới, đáng lẽ không bao lâu sẽ hồi phục. Nhưng mà hôm đó cha bị thương trở về. Tướng cổ,